Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2025 là mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%. Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được ví là một cuộc đua khốc liệt bởi mỗi năm thành phố có khoảng gần 100.000 thí sinh dự thi, đông nhất cả nước. Thế nhưng các trường công lập chỉ đáp ứng được hơn 60%. Áp lực lớn, thế nên nhiều việc thi nhiều môn sẽ càng khiến cho học sinh, phụ huynh căng thẳng. Vì thế đã có ý kiến đề xuất bỏ môn thi thứ tư trong kỳ thi này. 6 buổi học tại trường, học với gia sư ở nhà, rồi lại tiếp tục tự học đến 12 giờ đêm. Cộng với 20 ca học thêm các môn toán, văn, tiếng Anh mỗi tuần, khiến cho hành trình đến với cánh cổng vào lớp 10 công lập của Đức Minh khá mệt mỏi và căng thẳng. Vì thế, việc nếu phải thi thêm môn thứ tư, thì áp lực mà Minh phải gánh càng lớn hơn. Ba môn của em bây giờ em đã phải học rất là khổ và phải học thêm rất là nhiều. Bây giờ lại thêm môn thứ tư thì bọn em vẫn chưa thể nào mà học được thêm môn tư để cải thiện được. Học là hầu như kín lịch hết từ thứ hai cho đến chủ nhật. Con chỉ hầu như được nghỉ có một buổi của vào giữa tuần là vào tối thứ năm thôi. Vì là các con tập này đã ôn thi văn toán Anh cũng đã rất là mệt mỏi rồi. Thì tháng sau mới công bố môn thứ tư thì khiến cho các bạn ấy sẽ phải mệt rất là nhiều. Dạy cho lứa học sinh có liền 3 năm lớp 6, 7, 8 gần như phải học online do dịch Covid-19. Nên cô giáo Bình hiểu rất rõ sự thiếu hụt kiến thức mà học sinh lớp 9 năm nay gặp phải. Vì thế bỏ môn thứ tư là mong muốn của cả cô và trò. Năm nay khóa này mình phải dạy lại rất nhiều các con từ lớp 6, 7, 8. Cho nên cái khối lượng kiến thức quá nặng đến cô và trò cũng đều vất vả. Học rất là áp lực. Nên bỏ môn thứ tư để cho bớt áp lực cho các bạn học sinh. Em thấy là ôn 3 môn là quá áp lực cho các bạn rồi ạ. Năm 2022, với hơn 94% ý kiến đồng ý bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10 từ các trường trung học phổ thông và phòng giáo dục và đào tạo của thành phố, nên Hà Nội đã bỏ môn thi này. Năm nay, khi lớp 10 đã triển khai theo chương trình mới, với việc học sinh được chọn tổ hợp môn, thì nhiều ý kiến cho rằng việc thi môn thứ tư càng không cần thiết. Chúng ta thấy đây là cái giai đoạn mà định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các em học sinh chỉ lựa chọn một số môn học trong 6 môn mà sẽ lựa chọn làm môn thứ tư. Do vậy, có lẽ đến lúc không cần thiết phải thi môn thứ tư. Nếu môn thứ tư đó là những cái môn mà kiểm tra kiến thức ở mức căn bản, các bạn học sinh chỉ cần ở trên lớp đi học 45 phút một tiết là các bạn ấy hoàn toàn có thể làm những cái môn thứ tư. Và thì chúng ta thấy là cái quá trình kiểm tra nó rất là nhẹ nhàng. Đó, và thực tế qua những năm đã xảy ra đã kỳ thi môn thứ tư, chúng ta thấy rằng là đề thi nó rất là nhẹ nhàng. Nên là cái quan trọng phụ huynh không nên quá lo lắng. Và cái việc mà phụ huynh những cái in luồng ý kiến trên mạng xã hội ngày vừa qua thì thực ra là đang tạo áp lực lên chính con em mình, chính những bạn học sinh. Chúng ta hãy đồng hành chứ không phải là tạo ra những cái lo lắng không đáng có cho em. Một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An cũng đã công bố bỏ môn thi thứ tư trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, trong đó có phương án thi lớp 10, sẽ được trình Ủy ban Nhân dân thành phố trong tuần này. Do đó, phương án thi 3 hay 4 môn hiện vẫn chưa được quyết định. Chắc chắn nên hay không nên thi môn thứ tư thì sẽ vẫn còn tranh cãi. Song dù phương án nào thì điều mà học sinh và phụ huynh mong mỏi hơn cả là sớm có phương án chính thức thi lớp 10. Hội thảo nghề nuôi biển chuyển đổi từ truyền thống sang công nghiệp do Bộ Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là sự kiện quan trọng nhằm phát triển ngành công nghiệp thủy sản với mục tiêu khai thác bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng.
Tại hội thảo, các đại biểu từ cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trình bày nhiều vấn đề liên quan đến việc cần phải thay đổi chính sách nuôi trồng, thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là nghề nuôi biển, vì sao phải chuyển đổi từ truyền thống sang công nghiệp, tháo gỡ một số điểm nghẽn để phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Việt Nam, ứng dụng khoa học và phát triển chuyển giao công nghệ hướng tới nuôi biển bền vững. Bên cạnh đó, tập trung thảo luận về chủ đề chuyển đổi nghề nuôi biển như thế nào để tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản cất cánh, đề xuất hiến kế các thay đổi để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu, xuất khẩu, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 50.000 cơ sở nuôi biển, trong đó hầu hết là quy mô gia đình, do hộ ngư dân là chủ thể. Các mô hình đều mang tính tự phát, manh mún, công nghệ lạc hậu, thiếu chuỗi liên kết và khó để trở nên bền vững. Việt Nam cũng chưa có cơ sở nuôi cá biển xa bờ và chỉ có dưới 10 doanh nghiệp nuôi biển theo phương thức công nghiệp. Chính vì thế, chuyển đổi nghề nuôi biển từ truyền thống sang công nghiệp là rất cần thiết. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Năm 2023, Đà Nẵng tiếp tục duy trì nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, tổng số thuế phí, lệ phí được miễn giảm trong năm 2022 đối với người nộp thuế là gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, theo nghị quyết của Quốc hội, cũng đã giảm 350 tỷ đồng tiền miễn giảm thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp. Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay thành phố vẫn duy trì một số chính sách miễn giảm thuế, giúp các doanh nghiệp từng bước phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời có chính sách giảm thuế VAT, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng dầu, mỡ nhờn. Sáng nay ngày 15 tháng 2, tỉnh Thái Bình chính thức trao quyết định đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh và động thổ dự án Khu công nghiệp Hải Long. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến 36 tháng hoàn thành các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước thải tập trung 30.000 mét khối ngày đêm, khu dịch vụ thương mại và đặc biệt có khu nhà ở dành cho công nhân, chuyên gia, đồng bộ trong khu công nghiệp, phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện cuộc sống sinh hoạt của các chuyên gia và người lao động làm việc tại đây. Khu công nghiệp Hải Long có vị trí rất thuận lợi cả về giao thông đường bộ và đường thủy, nằm sát tuyến đường bộ ven biển, sông Trà Lý và nhiều tuyến đường trục nội bộ khu kinh tế. Đây sẽ là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn mới tại Thái Bình, dành cho các nhà đầu tư bên cạnh các khu công nghiệp khác trong khu kinh tế như khu công nghiệp Liên Hà Thái và khu công nghiệp Tiền Hải. Khu công nghiệp Hải Long hướng tới tiêu chí công nghiệp xanh, thu hút đầu tư các ngành sản xuất sạch, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Dự án là điểm lõi cho phát triển khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Từ tháng 12 năm ngoái, các vụ sạt lở liên tiếp xảy ra tại khu vực sông Cổ Chiên, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Qua khảo sát, Viện Khoa học và Thủy lợi miền Nam đã xác định được nguyên nhân gây mất ổn định bờ sông Cổ Chiên là do tác động của con người làm biến đổi lòng dẫn mạnh nhất. Dòng chảy lũ chiều có ảnh hưởng nhưng thời gian tác động dài, giảm bùn cát từ thượng nguồn, biến đổi dài theo thời gian, tác động của sóng gió, sóng tàu thuyền nhỏ làm sạt lở mặt. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện dừng các hoạt động khai thác cát tại những vị trí từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao, đánh giá lại quy hoạch khai thác cát trên toàn bộ sông Tiền qua tỉnh Vĩnh Long, thường xuyên đo đạc theo dõi, đánh giá tổng thể hệ thống lòng dẫn sông Tiền và ổn định bờ sông khu vực này. Viện Khoa học và Thủy lợi miền Nam cũng kiến nghị quản lý các hoạt động xây dựng của người dân dọc theo bờ sông, nghiêm cấm việc gia tải, chất tải sát bờ sông do bờ sông đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt là phạm vi thượng và hạ lưu khu vực sạt lở phía xã Hòa Ninh, xã An Bình thuộc Cù Lao An Bình, đồng thời kiến nghị dừng khai thác cát đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao dài khoảng 10 km. Hiện tỉnh Vĩnh Long có khoảng 25 mỏ cát đang khai thác. Đoàn kiểm tra về đảm bảo an toàn giao thông, đường thủy do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Đoàn kiểm tra nhấn mạnh tỉnh Hòa Bình cần kiên quyết dừng hoạt động các bến, phương tiện không đảm bảo an toàn khu vực Hồ Hòa Bình. Theo báo cáo, hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 260 phương tiện vận tải đường thủy nội địa chở khách, chủ yếu hoạt động trên khu vực Hồ Hòa Bình, trong đó có 99 tàu chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và 70 tàu đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng hết hạn. Số lượng phương tiện đủ điều kiện hoạt động là 91 phương tiện.
Qua buổi kiểm tra thực tế tại cảng Bích Hạ, thành phố Hòa Bình, đoàn công tác đã làm việc với các đơn vị liên quan. Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh Hòa Bình cần khẩn trương rà soát đánh giá kết quả, thực trạng công tác quản lý vận tải thủy nội địa trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, khắc phục những bất cập, tồn tại, triển khai những biện pháp nâng cao hiệu quả, hoạt động quản lý phương tiện thủy khu vực Hồ Hòa Bình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết dừng hoạt động trên các bến, phương tiện không đảm bảo an toàn khu vực Hồ Hòa Bình. Hiện nay, học sinh tự đi học bằng xe đạp điện hay là xe máy điện dưới 50 phân khối rất phổ biến. Mặc dù điều đó không vi phạm quy định, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do mật độ giao thông ở các đô thị quá lớn. Đa phần các vụ va chạm xảy ra nạn nhân là học sinh tự điều khiển xe đến trường. Vì vậy, giao xe cho các em học sinh là một chuyện, trao cho các em kiến thức, kỹ năng để sử dụng chiếc xe đó sao cho an toàn mới là quan trọng. Giờ tan lớp, không khó để bắt gặp những hình ảnh nhiều học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ở khu vực các cổng trường học, và hệ quả là tại chốt kiểm soát giao thông đã có không ít trường hợp vi phạm bị dừng xe. Như trường hợp học sinh đi xe máy điện này đã mắc cùng một lúc hai lỗi: không mang giấy tờ xe và không đội mũ bảo hiểm. Cháu biết lái từ trước rồi nên là không cần dạy ạ. Nhà em có xe điện ạ. Xe điện cũ của chị, bọn em đều tự biết đi hết ạ. Các em học sinh này đều tự đi xe điện khi chưa được dạy, chưa được trang bị kiến thức khi tham gia giao thông. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ các em cũng vô tư giao xe cho con em mình mà không cần biết các em đi ngoài đường như thế nào, có đủ kỹ năng để lưu thông an toàn trên đường hay không. Em thì đi làm suốt ngày thì có rất nhiều trường hợp các bạn ngã rồi đâm vào xe người khác rất là thường xuyên. Tại ngày nào bọn em chạy trên đường. Đối với các loại phương tiện mà dưới 50 phân khối thì trước khi giao phương tiện cho con em mình, phụ huynh cần phải trang bị cho con em tất cả các biện pháp di chuyển an toàn nhất có thể. Thậm chí là phụ huynh còn phải kèm cặp con em mình, đi cùng con em mình trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo rằng con em mình đã nắm được hết tất cả các cái quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Sau đó thì chúng ta cũng có thể là mới có thể để cho con em mình một mình điều khiển phương tiện sau khi đã thuần thục các kỹ năng tham gia giao thông trên đường. Một vấn đề nữa cũng rất lo ngại, đó là các em đang trong độ tuổi trưởng thành, muốn thể hiện bản thân, nên không ít học sinh khi đi xe đạp điện hay xe máy điện thường có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường. Đây chính là biểu hiện rõ nhất về ý thức tham gia giao thông của lứa tuổi này còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Các cháu thì thông thường ấy mới được giảng dạy và cung cấp những cái kiến thức lý thuyết, các quy định pháp luật về an toàn giao thông mà chưa được huấn luyện, đào tạo về cái kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho an toàn. Thế cho nên nó dẫn đến là trong cái thời gian qua đã xảy ra một số những vụ tai nạn giao thông, thậm chí có cả những vụ tai nạn giao thông có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nên đây cũng là cái mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông của Ủy ban An toàn Quốc gia cũng như là Ban An toàn giao thông các tỉnh thành phố. Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, trong đó có các trường hợp các em đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện, các chuyên gia giao thông nhận định công tác tuyên truyền giáo dục vẫn là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân tại xã Phú Nhuận và một số xã lân cận cùng thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang rất hoang mang về việc nhiều diện tích trồng cây quế bị cháy lá một cách bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ghi nhận tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, trên 200 hecta trồng quế bị cháy lá, nhẹ thì bạc phân nửa, nặng thì cháy lá cả cây, xảy ra tại các thôn Phú Hà 1, Phú Hà 2, Phú Hợp 1, Phú Hợp 2, Khê Bá, Đầu Nhuần, Phú Hải. Được biết, ngoài xã Phú Nhuận, các địa phương xung quanh như thị trấn Tăng Lòng, xã Sơn Hà, xã Sơn Hải cũng xảy ra hiện tượng quế cháy lá tương tự. Quế là tự nhiên là gần đây là tôi thấy nó cháy, nó cháy như mình như hơ lửa, xong là nó nếu mà để lâu ấy là cái cây lá quế đó khi nó bục thành lỗ ra, cái chòm nào cháy là nó bục, còn cái chỗ vùng quanh mà nó chưa cháy thì nó xanh xanh thì nó lại còn. Nhưng mà chỉ biết là gần đây là nó ngày gần đây thôi là nó bị thế này. Ngày xưa là họ đo tổng thể đó là nhà tôi là tầm 4 hát. Nếu mà cháy lá thế này thì nói chung là nó sẽ chậm lớn đấy, nó chậm lớn thì không có bao giờ gọi là có năng suất, thì không có gọi là cái phát triển là rất là kém luôn. Mà hiện tại nếu cháy lá bây giờ là chúng tôi giờ có muốn bóc bây giờ không vào bóc được nữa.
Cây quế được xem là cây trồng chủ đạo, mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, sự việc cây quế bị cháy lá bất thường trên diện rộng đã khiến cho người dân tại đây nhiều ngày nay thấp thỏm lo âu. Mấy năm nay cái mấy cây quế này là đã phát triển đời sống nhân dân, thì là bây giờ thì chẳng biết là kiểu gì thì hết nó táp hết lá này, nó táp lá này đóng nhiều, nó táp nhiều tôi nghĩ còn chết đấy. Đấy cho nên là chúng tôi rất lo, vì trồng bao năm được mấy cây quế mà bây giờ nông thôn rồi nhầm mấy cây quế này bây giờ như thế này mà tôi chẳng biết là nó ảnh hưởng là cái gì. Đấy cho nên là tôi chỉ biết thế thôi, nên là đấy nói thật đấy. Còn bây giờ quế này đấy, các anh nhìn đấy, đông đảo vậy. Đằng kia tôi còn cháy vàng hết rồi kìa. Nhưng mà tôi đang rất lo là bây giờ bà con dân bản đây bây giờ làm chính nhân nông thôn này chỉ được mấy cây quế thôi. Mà bây giờ như thế này thì không biết là kiểu gì. Việc hàng trăm hecta quế bị cháy gây thiệt hại lớn cho người dân. Vì thế, các cơ quan chức năng cần sớm đồng hành cùng người dân để tìm hiểu nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này. Bởi hiện giờ, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nơi đây chỉ trông vào cây quế. Tiếp tục chương trình là một số thông tin được dư luận quan tâm. Sáng nay 15 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Dư Nguyễn Thành N, sinh năm 2000, người cưỡi ngựa chạy trên một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó chiều qua 14 tháng 2, nam thanh niên trên cưỡi ngựa trắng, mặc đồng phục của một hãng xe công nghệ đi khắp đường phố khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc được nhiều người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Khi người này cưỡi ngựa đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với Dư Nguyễn Thành N về hành vi dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới và không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Hai Bà Trưng đông, do đó hành vi trên của N tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực này. Lực lượng chức năng cũng đã giữ con ngựa lại và yêu cầu người này phải có phương tiện để đưa con ngựa về, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển trên đường. Sáng nay 15 tháng 2, lực lượng chức năng huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum tiến hành kiểm tra khám nghiệm hiện trường vụ ô tô tải chở hàng từ thiện bị lật khiến 3 người thương vong xảy ra vào khoảng 20 giờ hôm qua 14 tháng 2 trên quốc lộ 40B, đoạn dưới chân đèo Vang Rơi. Cụ thể, vụ tai nạn lật xe ô tô tải mang biển kiểm soát 66C05981 xảy ra khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 2 trên quốc lộ 40B, đoạn dưới chân đèo Vang Rơi, thuộc xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Người điều khiển ô tô là tài xế Phạm Văn Sinh, 35 tuổi, trú tỉnh Long An. Trên xe có anh Nguyễn Phú Minh Lâm, 38 tuổi, cùng trú tỉnh Long An. Xe tải lưu thông trên quốc lộ 40B theo hướng từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Quảng Nam, khi đến đoạn dưới chân đèo Vang Rơi thì bị lật. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Phú Minh Lâm tử vong tại chỗ, tài xế Phạm Văn Sinh bị thương nặng và một người đi đường bị thương nhẹ. Được biết, xe ô tô tải biển kiểm soát 66C05981 đang chở hàng từ thiện trên hành trình từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để làm từ thiện. Lực lượng chức năng huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đã khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Hôm nay 15 tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke trên địa bàn xã Hồng Lĩnh, huyện Hà Trung. Qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung đã phát hiện tại quán karaoke Đức Phúc do Hoàng Thị Thảo, sinh năm 1992 làm chủ, có 13 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một đĩa sứ trắng, bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, có 13 trên 13 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Theo lời khai ban đầu của chủ quán, mặc dù quán đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn lén lút tổ chức bữa tiệc ma túy để mừng sinh nhật em trai. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Trưa ngày 15 tháng 2, tại trường tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy. May mắn là không có thiệt hại về người. Hiện các xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút trưa nay ngày 15 tháng 2, khói đen dày đặc bốc lên từ trường tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Trong thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt. Theo nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực để đồ đạc, bàn ghế chưa sử dụng, khiến cháy lan sang các thiết bị khác. Vụ việc không gây thiệt hại về người,
Tuy nhiên, do xảy ra trong lúc nhiều học sinh đang ngủ trưa tại trường khiến các em sợ hãi. Giáo viên trong trường đã hướng dẫn cho toàn bộ học sinh chạy ra bên ngoài. Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Cũng trong ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến, cựu Phó Chủ tịch tỉnh, và ông Vũ Hữu Song, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, vừa bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hàng Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ năm 2017 đến năm 2021. Theo đó, sáng nay, ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, và ông Vũ Hữu Song, sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đảm bảo xử lý triệt để vụ án. Trong phần tiếp theo của chương trình, Trung Quốc nối lại cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc từ ngày 18 tháng 2. Australia công bố gói hỗ trợ thứ hai khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc từ thứ Bảy tuần này, 18 tháng 2. Kể từ ngày 18 tháng 2, Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc sẽ nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc đến thăm Trung Quốc, kinh doanh, quá cảnh và vì các mục đích cá nhân thông thường khác. Trước đó, hôm 11 tháng 2, Hàn Quốc đã thông báo nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Trung Quốc. Chính phủ nước này cho biết, các hạn chế về thị thực đối với công dân Trung Quốc đã được dỡ bỏ trước thời hạn vì tình hình dịch bệnh ở nước này đã qua đỉnh và ổn định. Đã hơn một tuần sau trận động đất hủy diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người thiệt mạng vẫn tăng lên từng ngày. Công tác cứu hộ vẫn được khẩn trương tiến hành và những người sống sót đang dần được ổn định chỗ ở tạm thời. Tại tỉnh Osmani, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và gần tâm chấn của trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người dân đã được cấp chỗ ở tạm thời tại một nhà ga xe lửa ở địa phương. Họ cũng được cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản để vượt qua giai đoạn khó khăn. Hai trận động đất hủy diệt đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria vào thứ Hai tuần trước, và Osmaniye đã bị tàn phá trầm trọng. Nhiều tòa nhà cư dân ở đây đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Hơn 700 người phải di rời, hiện đang cư trú trong một đoàn tàu 13 toa đỗ tại nhà ga địa phương. Ga tàu này cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản, điện và nước nóng. Một trong những người hàng xóm của tôi đã mách tôi về nơi này. Chúng tôi đã ngủ trên đường 2 ngày sau trận động đất. Sau đó, người hàng xóm nói rằng chúng tôi có thể sống trong tàu. Khi đến nơi, chính quyền nhà ga đã sắp xếp chỗ cho chúng tôi. Theo người phụ trách nhà ga, mỗi ngày có một số người rời đi sau khi tìm thấy người thân và bạn bè ở nơi khác, và nhiều người cũng chuyển đến. Mặc dù không gian bị hạn chế, nhưng điều kiện ở đây khá hơn so với việc phải ngủ trên đường phố. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết khi nào thì cuộc sống bình thường mới trở lại. Cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ lực từng ngày để giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tại Australia, sau tờ gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 10 triệu đô la Australia để giúp Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân sau trận động đất vừa qua, hôm nay chính phủ Australia lại công bố gói hỗ trợ mới cho nước này trị giá 8 triệu đô la Australia cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các nỗ lực cứu sống người dân, bảo vệ những đối tượng bị tổn thương nhiều nhất từ trận động đất này. Đồng thời, số tiền này cũng được dùng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ đang diễn ra. Cụ thể, trong gói cứu trợ mới, Australia sẽ chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ 4,5 triệu đô la Australia. Syria sẽ được nhận 3,5 triệu đô la Australia thông qua Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc để chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái không có nơi nương tựa. Trong những ngày qua, Australia cũng đã cử 72 nhân viên tìm kiếm cứu hộ và gửi nhiều hàng hóa nhân đạo, thiết bị y tế và cứu hộ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bão Gabriel đổ bộ vào New Zealand trong 3 ngày từ Chủ nhật cho đến hôm qua đã gây thiệt hại lớn cả về người và của. Số liệu thống kê đến chiều nay cho thấy có 4 người đã thiệt mạng, song con số này được dự tính là sẽ tăng trong thời gian tới khi số người mất tích vẫn còn rất nhiều.
Hiện tại số người được báo mất tích ở đảo Bắc lên tới hơn 1.400 người. Vì vậy, cảnh sát cho rằng có thể số người thiệt mạng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Theo ước tính của chính phủ New Zealand, có khoảng 10.500 người, chủ yếu ở khu vực Hawke's Bay, phải đi tránh bão. Khoảng 160.000 ngôi nhà bị mất điện. Tất cả các ngôi nhà đều bị ngập, đường xá bị tàn phá hoàn toàn. Tất cả đều bị ảnh hưởng vì bão, sinh kế bị mất. Đường điện đứt trên diện rộng, chúng tôi không có điện để dùng. Đường dây bị đứt ở rất nhiều nơi, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ bị cắt điện trong một thời gian. New Zealand đã lập nên khoảng 3.000 trung tâm cứu trợ để giúp người dân tránh bão. Nước này cũng đã cử 700 quân nhân cùng nhiều máy bay, tàu, xe tải tới giải cứu và hỗ trợ người dân. Hiện tại bão đã đi qua, song cơ quan khí tượng dự báo mưa sẽ vẫn kéo dài đến ngày mai và một số khu vực ven biển vẫn phải đối mặt với những đợt sóng lớn. Tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố từ sáng qua vẫn được duy trì trong ít nhất 7 ngày để chính phủ có cơ sở đưa ra các biện pháp để hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Giá hành tây ở Philippines hiện thuộc hàng cao nhất thế giới do tình trạng thiếu hụt mặt hàng này. Tuy nhiên, nông dân địa phương cho biết họ không được hưởng lợi từ điều này khi mùa thu hoạch đến. Cuối năm ngoái, tình trạng thiếu hụt hành tây đã đẩy giá tăng gấp 10 lần so với 8 tháng trước đó, lên 700 peso, tương đương hơn 37 đô la Mỹ một cân tại các thị trường ở Manila. Mức giá cắt cổ này đã góp phần đẩy lạm phát lương thực ở nước này lên mức hai con số, khiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của nước này, phải thông qua lệnh nhập khẩu khẩn cấp lên tới hơn 21.000 tấn hành tây vào đầu năm nay để giảm giá. Nhưng động thái đó được thực hiện chỉ 2 tuần trước khi mùa thu hoạch cao điểm ở địa phương bắt đầu. Nông dân trồng hành ở các địa phương buộc phải thu hoạch sớm và bán với giá thấp để tránh thua lỗ. Chúng tôi lo lắng, chúng tôi sẽ không nhận được gì sau thời gian làm việc chăm chỉ. Cho dù vụ mùa có tốt đến đâu, nếu giá giảm thì sẽ không kiếm được tiền. Bên cạnh đó, có những thương nhân vụ lợi mua hành tây địa phương với giá hời từ nông dân để đầu cơ tích trữ, rồi bán lại với giá cao hơn, cũng khiến cho thị trường bị thiếu hụt. Tất cả những điều này đã khiến người tiêu dùng và nông dân ở Philippines bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, một nhà kinh tế học tại Viện Nghiên cứu Phát triển Philippines cho rằng việc nhập khẩu hành là cần thiết. Nhập khẩu được đưa vào như một van an toàn vì chúng tôi không thể phủ nhận rằng sẽ có những cú sốc về nguồn cung trong nước, thiệt hại sản xuất do dịch bệnh và trung bình 20 cơn bão mỗi năm đã khiến mùa màng bị phá hủy. Trong khi chờ đợi chính phủ có những quyết sách hợp lý, một số cộng đồng đang tìm giải pháp riêng để giảm thiểu cuộc khủng hoảng hành tây. Tại một cửa hàng bán lẻ ở Manila, khách hàng đổi những củ hành còn thừa của họ lấy nhiều mặt hàng khác như đồ ăn nhẹ, đồ gia dụng. Số hành thu được sau đó sẽ được phân phát cho những người có nhu cầu thông qua kho lương thực cộng đồng. Còn những người bán hoa như anh Nis Evangelista thì hy vọng sẽ kiếm được tiền từ xu hướng trồng hành đang lan truyền trên mạng xã hội. Với hành tây và một ít ớt, bó hoa ngày Valentine độc đáo của anh có giá 500 peso, tương đương 9 đô la Mỹ.